Hello, xin chào bạn nha. Và mình là Megaman đây. Trời ơi, thanh niên nó tới số rồi. Lên xe thôi đồng chí ơi. Mình đang giới thiệu. Chạy ngang qua trước mặt mình không được mũ bảo hiểm hả? Bật còi hú luôn các bạn ơi. Rồi, yêu cầu anh đứng yên nha. Đứng yên lại, đứng yên lại, đứng yên lại. Để mình bắt xong thanh niên này rồi mình giới thiệu tiếp nha các bạn. Ok, chào anh trai nha. Yêu cầu anh xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan đến phương tiện lái xe nè. Đưa cho mình kiểm tra bảo hiểm, biển số. Ôi, biển số đâu? Không được đóng bảo hiểm luôn. Thanh niên này tên là cái gì vậy ta? Fugo hả? Không phải, các bạn, có đó là màu xe. Màu orange, biển số là 43. Mất tiêu biển số luôn các bạn ơi. What the hell, để mình hỏi lại giấy tờ lần nữa các bạn. Mình không thấy ID nè, chứng minh nhân dân đâu. À quên, mình hỏi giấy đăng ký xe mà mình quên hỏi tất cả các giấy tờ các bạn ơi. À, thanh niên này tên là Furio đó các bạn. Nhưng mà ID không có nè. Thiếu giấy phép lái xe luôn. Chỉ có giấy đăng ký xe với là bảo hiểm thôi các bạn ơi. Thiếu chứng minh nè, giấy phép lái xe nè. Rồi, xuống xe luôn đi anh trai ơi. Khỏi nói nhiều. Xuống xe nhanh lên. Đây, để mình kiểm tra người luôn các bạn. Lục soát người thôi. Vùng quê này bây giờ là toàn chạy Sonic độ không các bạn. Ôi, hai quả lựu đạn, một túi chất lỏng á. Nguy hiểm ha. Hai túi hoa túc sấy khô, bình xịt hơi cay các kiểu. Ok, bắt lại. À, nữa kia, nữa kia, nữa kia, nữa kia các bạn. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Ôi. Cái này là mình phải nắm đầu mình lôi xuống thôi các bạn ơi. Nè, xuống xe luôn nè. Chạy xe không được mũ bảo hiểm. Xuống xe luôn. Trời ơi, ôi, trời ơi. À, súng điện, súng điện, súng điện, súng điện đâu, súng điện đâu. Bắn đồng chí, bắn đồng chí. Hên quá các bạn. Mình chỉ bất tử đây nè. Ôi. Vãi thanh niên chưa. Nguy hiểm thật sự luôn các bạn. Mình mới sử dụng súng điện nè. Wow. Cái gì vậy? Có súng nữa kìa. Ôi. Vùng quê bây giờ loạn quá các bạn ơi. Nút vào cây với mình hả? Ôi. Cái này mà mình không có bất tử là từ nãy mình lên đè đó các bạn. Không giỡn được đâu. Nè. Rớt súng ra ngoài chưa? Yêu cầu anh đứng yên nha. Nè 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 nè. Chạy nữa là bắn đó. Chạy nữa là bắn đó. Tại sao cầm súng lại bắn cảnh sát giao thông? Không thấy bọn tôi đang làm việc hay là sao? Ghê quá các bạn ơi. Mình vừa vào chưa giới thiệu gì hết mà bắt được ba đối tượng rồi. Nè, bắt lại nè. Đằng kia có hai người nữa các bạn. Chưa kiểm tra xong giấy phép lái xe nữa. Cầm súng bắn mình ha. Nè, nhờn với cảnh sát nè. Dám nhờn với cảnh sát nè. Một thanh niên. Cái súng đó mình lộn không được ta. Đây nữa các bạn, một người nè. Thanh niên này lục soát người luôn. Hồi nãy mình quên kiểm tra giấy phép lái xe với lại là bảo hiểm xe nữa các bạn. ID nữa. Một cái dao dính máu hả? Rồi. Nhưng mà hồi nãy bắn mình mà. Nhận luôn các bạn ơi. Hình như là một vụ vượt ngục các bạn. Một vụ vượt ngục ha. Rồi xe vận chuyển. Ấy đừng có đụng mình. Ở đây một thanh niên nữa. Thì hồi nãy mình nói là người dân ở đây đang phản ánh mấy thanh niên chạy dòng xe Sonic các bạn. Tối nào cũng tổ chức đua xe nè, nẹt bô nè, đánh võng nè. Làm người dân ở đây phàn nàn rất là nhiều luôn. Nên đội của mình bắt buộc phải ra ngoài đây công tác và đi kiểm tra mấy thanh niên này ha. Để mình lên xe mình chạy vô lại các bạn. Đó. Đi tuần tra bằng con Kawasaki Z300 nha. Hai em Sonic. Rồi, ổn định rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy lại đằng cái vụ ngục ha. Đồng chí đi chung với mình đâu rồi ta? Rồi, lên xe thôi đồng chí ơi, lên xe thôi, lên xe thôi. Mình còn một vụ vượt ngục nữa các bạn.
Đã tặng qua đây luôn nè. Wow, các bạn coi con Kawasaki 300 chạy nhanh ghê chưa. Mình quên chỉnh cho nó cái đồng hồ công tơ mét rồi các bạn. Đâu rồi, ai vượt ngục đâu. Ôi, trời, thấy mình chạy nè. Đỉnh cốp xe các bạn, đỉnh cốp xe. Yêu cầu anh đứng yên, giơ hai tay lên và nằm xuống đất nha. Nằm xuống đất nhanh lên. Phải như vậy chứ, để được khoan hồng các bạn ơi. Dám chống với đội cảnh sát giao thông Việt Nam hả? Hai nhiệm vụ khá là ngon lành luôn các bạn. Đội cảnh sát Việt Nam làm việc mà. Rồi ok, lên xe. À các bạn, mình quên clean cho con xe này ha. Nó hơi bẩn chút xíu. Ở vùng quê này bụi quá các bạn. Xe chạy mới có một vòng mà chưa có gì hết mà xe chính bụi. Đây các bạn nhìn nè. Đó, clean lại là xe nó đẹp ghê chưa. Sáng bóng liền luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi từng trang mấy thanh niên chạy dòng xe Sonic nữa nha. Xe đỏ đó các bạn. Nguyên một nhóm luôn mà. Anh trai, né được anh trai ơi. Mình phải quyết tâm bắt toàn bộ cái băng nhóm đua xe này mới được các bạn ơi. Đâu rồi. Bây giờ là buổi sáng đó các bạn. Nhiều khi là mấy thanh niên này á, buổi tối đua xe còn ban ngày thì ngủ rồi ha. À lần kia mình thấy kìa. Rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Toàn là chạy xe không đội mũ bảo hiểm không nha. Yêu cầu anh theo tôi tấp xe vào lề nè. Thủ sẵn súng điện các bạn ơi, có gì là mình bắn liền luôn nha. Ok, chào anh. Yêu cầu anh xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan đến phương tiện lưu thông nha. Nó có hai dòng các bạn. Dòng này là kiểm tra giấy phép đăng ký xe nè. Còn đây là dòng tất cả các giấy tờ nha. Hồi nãy mình bấm dòng dưới mình nhầm. Rồi cho mình kiểm tra giấy tờ nè. Thanh niên này tên là Franco Bazzini ha. Trời, xe này là xe màu xanh lá mà. Sea green. Ủa, xanh biển các bạn. Xanh lá mà pha màu biển. Biển số cũng không gắn luôn. Đua xe mà các bạn, gắn biển số là người ta phát hiện liền sao. Nhưng mà mình bắt về cái tội là thứ nhất là không biển số nè. Thứ hai là không đội mũ bảo hiểm nè. Kính chiếu hậu thì đầy đủ các bạn ơi. Thay đổi màu sân xe, kết cấu xe luôn nè. Đó, ba tội đó thôi là đủ rồi. Xuống xe liền nè. Mình kiểm tra người luôn các bạn ơi. Ok. Cái tiếng xe nghe đã ghê luôn các bạn. Đây, tiếng máy nó nổ bù 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 bù. Nghe đúng đã luôn á. Trời ơi, một nắm đấm thép như một quả lựu đạn hả? Lựu đạn là hàng cấm rồi các bạn. Không được sử dụng đâu. Cầm lên đồng chí. Úi trời. Ghê đó anh trai. Ghê đó anh trai. Dám chạy. Dám chạy với mình hả? Cái gì vậy? Chạy ghê vậy ta. Chạy ghê vậy ta. Nào đồng chí, trời ơi. Mình đã bắn ngã rồi các bạn. Vậy cũng không bắn được súng điện nữa hả? Chán đồng chí ghê luôn á. Rồi đồng chí bắn súng điện. Đó, phải như vậy đó. Chạy một đoạn khá là xa luôn. Tại sao cầm tay lại bỏ chạy hả? Nếu như không có gì sai, tại sao phải bỏ chạy? Rồi, nằm xuống đất nhanh lên. Nằm xuống đất. Rồi đồng chí cầm tay lại đi. Ở thanh niên kia hồi nãy mình bắt mình chưa giải về đòn nữa ta. Có một cái chấm đỏ kìa các bạn. Ngon ha. Mình chưa kiểm tra xe nữa mà bỏ chạy rồi. Đây các bạn, thanh niên vượt ngục nè. Mình nhớ hồi nãy có một đội lại giải đi rồi mà. Tại sao lại còn đứng đây nữa? Rồi. Mình gọi xe vận chuyển đó thôi các bạn ơi. Đồng chí đi chung với mình đâu rồi. Đồng chí ơi, mượn con xe đi đồng chí ơi. Mình phải mượn con xe này chạy lại chỗ hồi nãy các bạn ơi. Mình bỏ con xe của mình khá là xa luôn á. Đồng chí lên xe đi chung với mình nè. À, good day kìa. Các bạn xem nè, bỏ xe chạy tùm lum tùm la luôn. Ui da. Bỏ của chạy lấy người luôn nè các bạn.
Xe có ai đây? Mình sẽ kiểm tra sơ con xe này ha các bạn. Cái gì mà hello kìa? Mời túi ma tí đá. Ôi, thứ dữ không mà các bạn ơi. Cái nhóm đua xe này toàn là thứ dữ không mà. Vận chuyển con hoàng cấm không luôn á. Rồi, tiếp tục sẽ là con xe này. Ôi, một chai thuốc gây mê hả? Một bình thủy tinh bị bể. Thuốc gây mê, bình thủy tinh bị bể. Ở đằng kia nữa kìa. Quá chừng luôn các bạn ơi. Quá chừng luôn. Mấy thanh niên này không biết là ngày hôm nay mình về đây mình đi tuần tra, chiếu là mình bắt mấy ảnh. Nên mà ảnh còn non lắm. Ây da, mấy em còn non lắm. Rồi, vào lê. Ôi đằng kia có một người nữa kìa các bạn. Xuống xe nè. Bắt hết luôn các bạn ơi. Bắt hết luôn. Ôi chạy. Chạy nè. Không được chạy, đứng yên hết luôn. Nè các bạn coi nè, kiểm tra người liền nè. Được chưa? Rồi các bạn, được một người đó. Ê, thanh niên kia bỏ chạy các bạn. Xuống xe anh trai ơi, xuống xe. Nằm xuống đất nè. Khóc lóc cái gì mà khóc lóc? Tại sao buổi tối đua xe làm phiền người ta lại không khóc lóc? Bây giờ cảnh sát giao thông bắt lại khóc lóc là sao? Không có đồ đâu nha. Mấy anh ở đây là bị người ta phản ánh rất là nhiều luôn á. Khóc lóc nè. Này thì khóc lóc nè. Chưa kiểm tra nữa các bạn, cho luôn về đồn luôn. Mình bấm lộn rồi. Đáng lẽ mình phải kiểm tra ha. Rồi bắt là thôi đồng chí. Mình thì thông thường rất là dễ luôn. Nếu như mà xe không có hàng cấm thì mình sẽ cho đi nha. Mà xe này không có biển số rồi các bạn. Kiểu như đua xe đó, sợ cảnh sát phát hiện đó, nên toàn là tháo biển số đó thôi à. Gì đây? Năm bình xịt mũi hả? Một thẻ hội viên gamer VIP luôn. Ghê thiệt. Cũng có thể dục thể thao đó các bạn. Tiếp theo là con xe này ha. Ngày hôm nay mình sẽ đi full Sonic luôn các bạn ơi. 4 cái súng ngắn, 2 túi chất lỏng màu đen ngoài thối. Lại thêm một chiếc nữa. 2 chiếc. Bắt sạch hết các bạn. Đua xe làm phiền mọi người nè. Anh trai này thì không biết trên người có gì hay là không đây. Nhưng mà hồi nãy là trên xe có đồ cắm nha các bạn. Rồi kiểm tra thôi đồng chí. Các bạn coi kìa, hai xe này chạy cái gì kỳ vậy? Mấy anh trai ơi, đường xe cái đóng gì mà chạy cái gì kỳ vậy? 5 thẻ ATM ha, vào một ống kim tiêm. Anh trai này cũng lên xe luôn. Quá là ok luôn các bạn. Từ nãy cho đến bây giờ con nam mình không có nhận nhiều, mà chủ yếu là mình đi bắt mấy thanh niên chạy xe Sonic không à. À nữa kìa, một chiếc nữa kìa. Ui. Hàng rào vô chỗ nào ta? Vô bậy là con chó cắn các bạn ơi, không có được. Con chó này nó dữ lắm. À đây hả? Hàng rào đây. À chắc anh trai rồi anh trai ơi. Em chào anh trai đầu trọc đeo mắt kiến nha. Cho em hỏi chứng minh nào. Tên là Samco hóa Zalon, sinh năm 1997, còn rất là trẻ luôn, không có giấy phép sử dụng súng trong tay. Cái này chỉ mình lục soát thôi các bạn ơi, sao đồng chí đi chung với mình lục soát không được nè. Bà cô này thì mình nghĩ mình sẽ cho bà đi nha. Nhìn bà hiền quá các bạn. Một tờ đô la, một cái súng điện, một cái kéo mút. Không, súng điện nhiều lúc cũng dạng như là người ta tự vệ các bạn, nên bắt người ta không được đâu. Còn bà cô rồi nữa. Đi cái gì bà cô? Đi. Hai người đi. Mình lỡ mình coi con xe này thôi các bạn. Trời, công nhận cái bộ tem này đẹp ghê luôn. Repsol nè các bạn.
Không có gì trên xe hết. Mình đang phân vân đây. Thôi cẩu luôn đi các bạn ơi. Ôi đừng có đụng xe vô xe mình. Ngã xe bây giờ nè. Để mình lui ra, để mình lui ra, để mình lui ra. Trời ơi anh đồng nghiệp. Vãi cái đồng nghiệp. Ngày hôm nay đội cảnh sát của mình về đây làm việc khá là hiệu quả luôn các bạn. Có khi là trong ngày hôm nay là mình dẹp loạn cả toàn bộ cái nhóm đua xe luôn đó. À lại thêm một chiếc nữa. Wow các bạn coi nè. Một con xe sắp bị độ. Trời ơi các bạn coi. Một khung nè ha. Đó, dáng này là dáng hình như là nó cũng giống giống với lại con Sonic này các bạn, nhưng mà dòng này là dòng đời trước nha. Wow, chuẩn bị đổ luôn nè. Mình đến đây là mình gom hết luôn. Không thể đứng đây kiểm tra xe thôi các bạn. Quyết tâm ngày hôm nay là phải càng quét hết cái nhóm đua xe này mới được. Kiểm tra xe. 10 túi chứa chất động vật. Cái gì ghê vậy? Cái xe vậy mà chứa được 10 túi hả? Các bạn coi nè. Con xe nhỏ xíu mà chứa được 10 túi. Trời ơi. Mình đang nói chuyện với các bạn, cái con gì nó bay vô cái tai là mình giật mình. Trời ơi thiệt chứ. Rồi. Lấy về đồn luôn nha. À lại thêm một chiếc nữa các bạn. Lên xe đồng chí. Ngày hôm nay là mình bắt hết luôn các bạn ơi. Kia kìa. Hai chiếc luôn. Ôi ôi. Hai chiếc luôn các bạn, hai chiếc luôn. Hai chiếc luôn. Mình bấm điện hơi bị mất chút xíu ha. Thanh niên kia chạy thoát rồi nhưng mà không chạy thoát khỏi được mình nữa các bạn. Một chút nữa mình sẽ quay lại đó. Mình bắt sao? Nè. Yêu cầu anh trai đứng yên nha. Còn chạy nữa là sao vậy? Đứng yên nè, đứng yên nè. Mình chỉ muốn kiểm tra giấy tờ thôi. Vậy đó có được không? Cái gì vậy? Mình chỉ muốn kiểm tra giấy tờ thôi. Ai mà chửi đằng sau vậy ta? Trời ơi. Không thấy cảnh sát đang làm việc hả? Đụng ngã xe mình luôn các bạn. Nè, xuống xe coi ông bác. Ông bác xuống xe cho lên coi. Yêu cầu ông bác đứng yên nha. Các bạn coi kìa, xe mình đang làm việc, đụng ngã xe mình luôn. Rồi ông bác, cho con hỏi giấy tờ ông bác ơi. Nếu như mà không có gì hết thì mình sẽ cho ông đi các bạn. Mình là hiền lắm luôn á. Nè ông bác. Bác là trước đã các bạn ơi. Chỗ mình đang làm việc mà bốp kèn anh nổi. Rồi còn đụng ngã cả xe mình nữa. Hồi hôi. Từ từ thôi ông chí ơi. Ông bác này cũng già rồi, đừng có mạnh tay quá. Không có được đâu. Lột xót người thôi các bạn. Nè nhìn cái mặt các bạn coi. Đúng bậm trợn luôn á. 5 thẻ ATM, à, 2 túi hoa túc xí khô. Rồi ông chú. Chúc mừng ông chú nha. Ông chú có một vé về đồn rồi đó. Tiếp theo là con xe ẩm các bạn. Ngày hôm nay mình làm nhiệm vụ mình bắt được đúng nhiều luôn á. Hả? Sao mình kiểm tra phương tiện không được ta? Thanh niên kia bỏ chạy rồi. Thanh niên nào sao chạy rồi ta? Mình chưa kịp hỏi han gì hết mà. Nè. Hình như là lúc mà mình bắt ông chú kia các bạn, mình quên còng tay lại á. Thanh niên này bỏ đi luôn. Rồi anh cứ nằm xuống đi. Mình kiểm tra sơ giấy tờ này các bạn. Kiểm tra giấy tờ ha. Đua xe trái phép nè. Đua xe trái phép nè. Dắt đi thôi các bạn. Ôi, đằng kia có một chiếc nữa kìa. Mấy thanh niên này hình như là chưa biết đội của mình về các bạn. Bây giờ vẫn còn chạy xe ha. Đó, chờ một chút nữa đi, mình bắt hết luôn. Trời cái mặt. Vãi cái thanh niên. Một túi ma túy đá. Rồi, như vậy là đủ cho anh trai một vé về đồn rồi. Đồng chí hồi nãy đứng chỗ kia đi, đi chung với mình làm chi vậy không biết nữa. Ông bác đó vừa về đồn luôn kìa các bạn. Tiếp theo sẽ là con Sonic này. Chạy xe sao vậy? Đường bên đây không chạy. Chạy lùm tùm lum tùm la.
một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. À, cái này mình gọi về nhiều quá, lúc biết mình bị lú luôn các bạn. Mình gọi mấy cái phương tiện với lại mình lục soát người á, lúc biết mình bị lú luôn á. Bấm lộn không à, cái tay cứ cà rung hai cây gậy nó móng chài, một chai thủy tinh bị bể, một hộp khẩu trang. Ông chú này cũng tốt đó các bạn, cũng biết phòng dịch bệnh đó. Nhưng mà bởi vì ổng có 10 túi hoa túc xí khô nên mình đã tặng ổng một vé rồi. Đồng chí lên xe với mình nè. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Hai đằng kia mình thấy có một chiếc xe nữa các bạn ơi. Ngày hôm nay làm việc đúng hiệu quả luôn á. Rồi anh trai ơi, theo mình vào lề nè. Ok chào nha, yêu cầu anh xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan đến phương tiện lưu thông nè. À có nồng độ cồn rồi, thôi anh rời khỏi xe đi. Ôi sinh năm 1997 mà còn trẻ vậy. Demarcus William, biển số không có nhưng mà giấy phép với lại đồ còn hạn hết các bạn ơi, đầy đủ thông tin. Để thông tin là mình kiểm tra người sơ thôi. Nhưng mà trong xe lại có nồng độ cồn. Nhưng mà anh lấy xe anh lại có nồng độ cồn các bạn. Ôi một cây dấu bấm dính máu hả? Một cây kiếm nhiệt dính máu, 500 ngàn đô la. Thôi không ổn rồi, không ổn rồi. Lại thêm một chiếc nữa. Lại thêm một anh trai nữa. Vậy thôi các bạn, làm việc đơn giản thôi, mình không cần nhận con ao nhiều đâu. Mình cứ đi kiểm tra, nếu như mà trong người có hàng cấm thì mình bắt thôi. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay chỉ như vậy thôi. Rất là nhanh luôn các bạn. Tắt đèn hũ đã. Rồi anh ta đứng đây chờ xe vận chuyển đó nha. Mình đi trước đây các bạn. Ở đây còn nhiều việc mình phải làm lắm. Ăn sói kìa. Để mình bắn súng điện thử sói các bạn. À được hả? Bắn súng điện sói luôn các bạn. À có mèo nè, mèo nè, mèo. Mèo. Trời, bắn súng điện con mèo được luôn. Con sói hay là con mèo gì mình cũng có thể mình gọi đội kiểm soát động vật lại được hết nha các bạn. À, chỗ này có một đoạn làm highlight này các bạn. Đây rồi các bạn ơi, các bạn sẽ được xem cảnh sát giao thông Việt Nam làm highlight nha. Ngon lành các bạn. Cái đoạn này bay đúng đã luôn á. Rồi tăng tốc nào. Hết tốc độ luôn, hết tốc độ luôn. Bye, 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 bye. Ui, các bạn coi kìa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Hai đồng chí cảnh sát giao thông vừa làm một màn highlight. Đó, các bạn thấy đẹp ghê không? Rất là đẹp nha các bạn. Ui, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Không tém là hay nè. Đó các bạn. Đợt trước mình làm một đoạn highlight con xe nào mình quên ta. Mà mình té sắp mặt lên, sắp mặt xuống. À, lại đua xe nữa hả? Ui, chạy nhanh ghê luôn các bạn. Lạng lách nữa nè. Lạng lách nè, lạng lách nè, lạng lách nè. Rồi, anh trai ơi, đứng yên nha anh trai. Cho mình kiểm soát người đã. Xe toàn xe đội không à. Bọn này hình như chỉ là một nhóm thôi các bạn. Xe đội giống nhau nè. Cắt biển số luôn. Không có để biển số. Xỉu rồi hả? Cái gì mình mới bắn sơ mà xỉu rồi. Mình gọi cấp cứu thôi các bạn ơi. Mới bắn sơ có hai bao phát mà xỉu rồi. Yếu vậy. À, một tạp chí Playboy ha. Và một trái táo. Không sao hết. Nếu như xỉu thì mình hô hấp nhân tạo thôi các bạn. Kaiwiki Reno, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1985. Tình niên này tỉnh là rồi các bạn ơi. Xỉu sơ thôi. Kiểu như là người yếu lắm rồi. Mình bắn sơ súng điện cái chón xỉu à. Tiếp theo sẽ là con xe này. À, một thùng mì gói, hai hộp sữa. Rồi, tội thanh niên này ghê vậy ta. Thôi cho nó đi đi các bạn ơi. Nhà không có gì để ăn hết, chỉ còn mì gói thôi. Rồi anh trai. Anh trai đi đi anh trai ơi. Lâu lâu mình thả vụ các bạn. Tại vì xe với lại là trong người không có đồ cắm nè. Nhiều lúc thanh niên này chỉ mượn xe hay là bị người ta dụ dỗ gì đó.
Đó, nên mình thả đi đi. Đó, rồi đồng chí, lên xe với mình đồng chí ơi. Mình hẹn luôn các bạn, thanh niên nào mà nguy hiểm thì mình có bắt. Còn hiện như vậy thôi mình cho đi đi. Bởi vì trong xe không có đồ cắm mà. Bắt lại cũng tội lắm. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chạy một vòng nữa ha. Kiểm tra sơ thôi các bạn ơi. Sau đó mình sẽ làm một đoạn highlight rồi mình sẽ kết thúc video luôn. À lại nữa. Mình mắc nhạy lắm các bạn ơi, chặt rồi. Mình mắc nhạy lắm các bạn ơi. Ui da, chặt nữa. Thật là mù mắt quá đi, thật là mù mắt quá đi. Rồi anh trai ơi, yêu cầu đứng yên nha anh trai. Cho mình kiểm tra giấy tờ sơ nè. Đừng có bỏ chạy, đừng có bỏ chạy. Đừng có bỏ chạy nè. Đừng có bỏ chạy. Đứng yên. Trời ơi, chạy gì dữ vậy? Chạy dữ vậy? Rồi ok, vậy ổn định đó. Đừng có bóp kèn nữa mà. Chạy đi, cứ chạy đi. Ngón tay thói hả? Ê, trời. Không được đâu các bạn. Lại giở cái trò ngón tay thói với mình. Giở cái trò ngón tay thói với mình nè. Đứng yên nha. Đứng yên nha. Bắn thủng lốp luôn. Ôi, còn chạy được nữa hả? Xuống xe nè. Ngón tay thối với mình hả? Ôi trời ơi, cái gì mà rối dữ vậy ta? Chạy chứ. Các bạn coi kìa. Vãi thanh niên kia chưa? Mình đúng nhạy luôn á. Vừa chạy ngang qua mình bắn một phát một té xe luôn các bạn. Còn đây nè, chạy với mình nè. Bóp kèn nè. Ngón tay thối nè. Bóp kèn ngón tay thối nè. Được đó anh trai. Đó phải vậy chứ. Nếu như chạy là mình bắn súng rồi các bạn. Mấy anh trai này cũng hiền lắm luôn á. Hồi. Bắt lại luôn, bắt lại luôn. Nè thì ngón tay thối nè. Đụng bể xe của mình nè. Xe mình đang làm nhiệm vụ các bạn. Vậy mà đụng bể xe mình luôn. Rồi ok đồng chí, kiểm tra đi đồng chí ơi. Không có gì hết các bạn ơi. Rồi cho anh ta đi đó. Mai mốt anh ta nhớ cẩn thận lại nha. Cái chỗ này á, là chỗ cảnh sát người ta đang làm việc. Anh ta chạy tới thì cứ bình thường, anh trai đại né qua một bên đi. Làm gì mà đụng vào xe của người ta. Rồi bỏ chạy vô ngón tay thối các kiểu nữa. Cho đi đi các bạn ơi. Trên người ảnh không có đồ cắm. Mình mà nói kiểm tra xe nữa thì lâu lắm. Hồi nãy mình quên đầu xe vô lề nè. Rồi, kiểm tra con xe này. Bóp kèn gì quá chừng vậy? Không có gì hết. Không có gì hết, cũng bắt luôn. Sonic là bắt luôn, thanh niên kia nãy là hên thôi các bạn ơi. Thanh niên kia hồi nãy là hên mới được mình thả thôi. Còn thanh niên này thì mơ đi. Đây. Kiểm tra người thôi. Lần cuối các bạn. Wow, hàng trắng luôn, 5 thẻ ATM. Vậy thì về đồn là đúng rồi. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh với. Bây giờ mình sẽ làm một đoạn highlight các bạn. Sau đó mình sẽ kết thúc video nha. Mình vì cái đoạn làm highlight này ghê ta. Bởi vì chỗ này nó có góc bay rất là đẹp luôn các bạn. Thông thường mấy chỗ kia không có chỗ nào đẹp như chỗ này đâu. Góc bay phải nói là rất là đẹp luôn á. Rồi cố gắng lên nha. Tăng tốc hết. Tăng tốc hết luôn. Đó. Hai đồng chí cảnh sát giao thông làm highlight nha các bạn. Đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống không té mới hay nè. Ôi trúng cái đó rồi. Wow. Nhưng mà vẫn không thấy xe luôn các bạn ơi. Rồi. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.